trả hồ sơ vụ phó chủ tịch phường lạm quyền ký cấp sổ đỏ cho con trai. Bà Trương Mỹ Lan kéo cả họ hàng người thân vào vòng lao lý. Tuyên tử hình kẻ sát hại hiếp dâm nữ quản lý nhà trọ. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 18 tháng 9, tòa nhân dân thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa để điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề trong vụ án cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Ninh Hải và các bị cáo liên quan đến sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ tại địa phương. Bốn bị cáo là cựu cán bộ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này, trong đó bị cáo Trịnh Thanh Bình, 43 tuổi cựu công chức địa chính phường Ninh Hải bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Thanh Tùng, 58 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trần Hải, 60 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hải và Hồ Nhật Trung, 50 tuổi, cựu nhân viên văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa, cùng chú thị xã Ninh Hòa cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung một số nội dung, bao gồm xác định nơi sinh của bị cáo Tùng và bị cáo Hải ở đâu, làm rõ bị cáo Bình có vai trò đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ với bị cáo Tùng hay không. Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, bà Trương Thị Siềng, 85 tuổi, chú thị xã Ninh Hòa, đến phòng làm việc của ông Tùng để nhờ hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức là sổ đỏ. Lần đầu tiên đối với hơn 14.000 m2 đất ở khu vực núi Bức, phường Ninh Hải, ông Tùng chỉ đạo Trịnh Thanh Bình hỗ trợ hướng dẫn bà Siêng làm các thủ tục để bà này được cấp sổ đỏ. Tháng 6 năm 2017, hơn 14.000 m2 đất trên được cấp sổ đỏ cho bà Siêng. Ông Bình đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa để nhận sổ đỏ, tuy nhiên lại không đưa cho chủ đất mà chuyển cho ông Tùng. Vài ngày sau, ông Tùng tiếp tục chỉ đạo ông Bình tách hơn 14.000 mét vuông đất trên ra thành hai thửa và làm đơn đề nghị tách thửa theo chỉ đạo của ông Tùng. Khi việc tách thửa thành công, ông Bình nhận hai sổ đỏ và đưa cho Phó Chủ tịch Phường Ninh Hải. Ông Tùng tiếp tục chỉ đạo Bình soạn nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích 7.238 mét vuông của bà Siềng cho ông Trần Thanh Tê, 34 tuổi, là con trai của ông Tùng. Sau đó, ông Tùng nhờ ông Trần Vũ Anh Kiệt, Công chức tư pháp phường Ninh Hải làm lời chứng cho hợp đồng chuyển nhượng nêu trên. Kiệt soạn nội dung hai bản lời chứng rồi đưa cho ông Tùng ký tên người chứng thực. Về phía gia đình bà Siêng, họ khẳng định là không chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con trai của phó chủ tịch phường Ninh Hải. Cơ quan điều tra xác định ông Tùng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 455 triệu đồng. Ông Trịnh Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công làm trái công vụ thông qua sự chỉ đạo của ông Tùng. Công chức này đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị cấp giấy chứng nhận đất không đúng quy trình thủ tục, đối tượng gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước hơn 450 triệu đồng. Ông Trần Hải với tư cách là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã buông lỏng quản lý, không kiểm tra đôn đốc và giám sát việc xác định nguồn gốc của thửa đất. Ông Hồ Nhật Trung khi được phân công thụ lý hồ sơ trên đã không kiểm tra thực địa đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, quê Lạng Giang, Bắc Giang, về các tội danh gồm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, hiếp dâm, giết người. Hoàng Minh Hào là đối tượng đã gây ra vụ sát hại nữ quản lý phòng trọ, giấu xác vào tủ gây rúng động dư luận tại cầu giấy thành phố Hà Nội vào tháng 2 năm 2024. Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, ngày 29 tháng 10 năm 2023, Hào đi từ Bắc Giang lên Hà Nội thuê trọ để tìm việc làm. Thời điểm này, bị cáo nảy sinh ý định trộm cấp tài sản để kiếm tiền tiêu. Ngoài ra, Hào còn chơi cờ bạc online trên mạng, được thua bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản. Khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2024, Hào thấy tại tầng 1 nơi để xe của khu nhà trọ có chiếc xe máy không khóa cổ, khóa càng, không có ai xung quanh nên tìm cách phá khóa mở cốp. Hào sau đó mang xe đi cầm được 10 triệu đồng, trả tiền trọ 4 triệu đồng cho chủ nhà rồi về quê bạn gái tại Hà Tĩnh ăn Tết. Chủ xe phát hiện bị mất xe nên báo chủ nhà trọ và đến công an trình báo. Qua kiểm tra camera, chủ nhà trọ nghi ngờ bị cáo Hào lấy trộm nên nhắn tin hỏi bị cáo thừa nhận lấy trộm xe và hứa sau Tết sẽ chuộc xe về trả. Đến ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết Nguyên Đán, Hào đi xe ô tô khách từ tỉnh Hà Tĩnh về Hà Nội. Do đã bị phát hiện ăn trộm xe máy, Hào không quay về nhà trọ cũ, lên mạng tìm nhà trọ mới. Quá trình tìm kiếm, Hào thấy chị Lê Thị Thùy L, sinh năm 2003 đăng bài cho thuê trọ ở quận Cầu Giấy nên gọi điện hẹn xem phòng lúc 17 giờ cùng ngày. Gặp nhau, chị L dẫn Hào lên tầng 3 xem phòng và báo giá do chưa đủ tiền, Hào nói sẽ xem thêm nơi khác rồi quyết định. Thực tế, Hào đi vay tiền, sau đó quay lại gặp chị L để đặt cọc thuê phòng. Theo cáo trạng, tối cùng ngày, Hào quay lại gặp chị L. Lúc này Hào thấy khu trọ vắng người, chị L đi một mình, mang theo nhiều tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt và quan hệ. Với mục đích kiểm tra cho chắc chắn, Hào hỏi chị L về những người khách thuê phòng khác và biết được tất cả đều về quê nghỉ Tết chưa quay lại. Do đó, khi lên đến tầng 3, Hào dính lúc chị L sơ hở, dùng hai tay tác động vào vùng cổ để cô gái vào phòng. Tiếp tục thực hiện hành vi khi nạn nhân ngất xỉu, Hào đã xâm hại cô gái. Khi thấy chị L không có phản ứng, Hào kiểm tra thì biết thiếu nữ đã chết nên kéo thi thể giấu vào trong tủ bếp. Xong việc, hung thủ mặc lại quần áo, lục đồ của nạn nhân, lấy đi túi sách, điện thoại, chìa khóa xe máy rồi bỏ đi. Trong số tài sản cướp được từ chị L, Hào nạp 11 triệu đồng tiền mặt vào thẻ ngân hàng của mình bán hai điện thoại và hai chỉ vàng được gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, Hào còn dùng thẻ tiến dụng của nạn nhân để quẹt máy post được hơn 68 triệu đồng. Số tiền này, Hào mang đi mua hai điện thoại iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Plus. Đối với chiếc xe máy của chị L, Hào mang đi dán đề can, chuyển từ màu đỏ sang đen, rồi đem đến cửa hàng cầm đồ đã cầm cố chiếc xe ăn cắp ở nhà trọ trước đó nhằm chuộc xe để trả lại. Khi đang thanh toán, Hào bị cơ quan công an bắt giữ. Tại tòa, Hoàng Minh Hào tỏ ra ăn năn và xin tòa tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Hào là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm nhiều tội khác nhau và thực hiện hành vi đến cùng, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xét thấy Hào không còn khả năng giáo dục, cải tạo được nữa, nên hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình về tội giết người, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình về dân sự, tòa án buộc Hoàng Minh Hào bồi thường hơn 470 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân là chị Lê Thị Thùy L, sinh năm 2003, quê Thanh Hóa. Tối 16 tháng 9, anh Nguyễn Tấn Tài đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đăng tải lên mạng xã hội thông tin về việc nhóm từ thiện của anh phát hiện một số vàng trong thùng quần áo khi đang phân loại tại xã Xuân Thắng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bài đăng của anh Tấn Tài đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều bình luận mong chủ nhân thực sự sẽ sớm nhận lại được số vàng này. Nhóm anh Tài cũng báo cáo sự việc với cơ quan công an. Tối 17 tháng 9, Đại úy Trần Thị Thanh Thảo, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng Cộng đồng Cứu trợ huyện Bắc Hà, huyện Bảo Yên, huyện Simacai, huyện Bát Sát của tỉnh Lào Cai cho biết, đã báo cáo Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng xác minh để trả lại số vàng nữ trang được tìm thấy trong thùng hàng cứu trợ gửi từ Đà Nẵng. Chiều 17 tháng 9, Đại úy Thảo đã gọi điện cho Đại tá Trần Văn Thông, trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng, nhờ tìm đầu mối. Từ cuốn vở trong thùng hàng có ghi họ tên, lớp học, trường của hai học sinh, Đại tá Thông đã kết nối tới một trường cấp 2 tại Đà Nẵng. Thông qua ban giám hiệu, họ tìm được phụ huynh của học sinh có tên trên vở. Phụ huynh này nói rằng số vàng có thể từ người thân của mình trong lúc xếp đồ cứu trợ đã để lẫn. Cuối chiều 17 tháng 9, qua rất nhiều khâu xác minh, thì nhóm của Đại úy Thảo mới kết nối được với bà Phan Thị Đào. Qua điện thoại, bà Đào bật khóc khi biết số nữ trang, vàng, ngọc trai của mình đã thất lạc ra tận Lào Cai. Bà Đào cho biết mình là chủ nhân của số vàng nói trên, miêu tả chính xác được bên trong thùng hàng và túi vàng có những gì. Bà Đào kể đêm 14 tháng 9, bà lấy thùng các tông ngồi trong phòng xếp quần áo, sách vở của đứa cháu họ để hôm sau gửi cứu trợ bà con vùng lũ. Trong lúc xếp đồ, đứa cháu ngồi bên đã lấy túi vải đựng vàng rồi bỏ vào trong thùng mà bà Đào không biết. Khi phát hiện mất túi vàng, bà Đào cũng không nghĩ là nó lại nằm trong thùng hàng cứu trợ. Bà mất ăn, mất ngủ, không dám nói cho chồng biết. Bà Đào nói, số nữ trang gồm lắc tay, nhẫn cưới, vòng vàng đeo ở cổ, sợi ngọc trai, vàng 4 số 9 thì tổng cộng là 5 chỉ, còn lại là vàng tây, ngọc trai, trang sức ít giá trị hơn, tất cả đều là của hồi môn, nhẫn cưới của hai vợ chồng cùng vàng kỷ vật của mẹ cho vợ chồng tôi. Hiện bà Đào đã ủy quyền cho người cháu ở ngoài Bắc làm thủ tục với công an để nhận lại số nữ trang thất lạc. Trong một diễn biến đau lòng, bà NTTH, 63 tuổi, ngụ Đắk Lắk đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng, mất trắng số tiền 300 triệu đồng, số tiền bảo hiểm mà gia đình nhận được sau khi người con trai duy nhất qua đời. Sự việc đau thương bắt nguồn từ mong muốn mở một trung tâm dạy bơi để tưởng nhớ con trai. Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm không đủ để thực hiện ước nguyện này. Trong lúc tuyệt vọng, bà Hát đã vô tình tham gia một nhóm chat trên Telegram, nơi các thành viên hứa hẹn về những khoản lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư. Nhóm trò chuyện gồm 6 thành viên, chủ nhóm tự xưng tên là Hiền, giám đốc dự án, sàn đầu tư nâng cao thu nhập công xác. Để tăng độ uy tín với các thành viên, Hiền gửi hình căn cước công dân của bản thân và địa chỉ công tác ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, bà Hát không quan tâm tới nhóm này, nhưng vì không biết cách rời nhóm, bà vẫn nhận tin nhắn mỗi ngày. Đến khi có hai thành viên trong nhóm dối giết cảm ơn Hiền vì vừa rút lãi 5 tỷ đồng, bà Hát mới bắt đầu để ý. Ngay tức khác, các thành viên còn lại ồ ạt chia sẻ cách kiếm tiền dễ dàng cho bà Hát đầu tư ít lãi ít đầu tư nhiều lãi đậm là cách mà hiền và các thành viên trong nhóm thôi miên bà hát sau khi dò được bà hát đang có khoản tiền dự trữ 300 triệu đồng tại ngân hàng hiền bật chế độ chăm sóc đặc biệt với bà hát ngày 22 tháng 6 cập nhật khoản lãi của bà hát đã lên tới hơn 11 tỷ đồng hiền yêu cầu bà hát chuyển thêm 100 triệu đồng để hoàn thành gói đầu tư theo lời của hiền phải hoàn thành gói đầu tư mới có thể rút được lãi tuy nhiên đối với một người dân quê xoay sở 100 triệu đồng trong thời gian ngắn không hề dễ. Vì vậy bà Hát gọi điện cho Hiền, nhờ Hiền đóng nốt số tiền 100 triệu đồng còn lại, bà hứa sẽ chia lãi 2 tỷ đồng. Khi nhận được câu trả lời, còn đầu tư hết tiền rồi từ Hiền, bà Hát mới ngờ ngợ có gì đó bất ổn. Bởi một người cầm đầu những nhà đầu tư siêu lợi nhuận kiếm vài chục tỷ đồng dễ dàng trong 10 ngày, nói không có nổi 100 triệu đồng thì thật vô lý. Lo lắng, bà Hát đề nghị Hiền cho nhận lại tiền gốc, không cần lãi nhưng vô ích. Lý do Hiền đưa ra là khoản đầu tư chờ hoàn tất quá lâu, đã tự động khóa. Điều này đồng nghĩa số tiền 300 triệu đồng của bà Hát cũng bốc hơi. Từ thời điểm này, mọi kênh liên lạc qua Telegram và số điện thoại của Hiền cùng nhóm đầu tư đều mất kết nối. Bà Hát đã giải đơn cầu cứu khắp nơi, từ cơ quan công an cho tới văn phòng luật sư hay các cơ quan báo chí. Thầy có lỗi với chồng và con trai đã mất, bà Hát không dám về lại nhà, một mình lang thang khắp thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày liền. Biết là vô ích, bà vẫn mong tìm được nhóm người của Hiền. Chồng bà hát sau đêm đầu tiên không thấy vợ về nhà thì cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi và hay tin bà đón xe đi thành phố Hồ Chí Minh. Lúc chuẩn bị khăn gói xuống thành phố Hồ Chí Minh, ông dững sờ nhận được tin nhắn muốn làm chuyện dại dột từ vợ và khuyên bà trở về nhà. Được chồng thông cảm, bà hát mới dám bắt xe về nhà. Ngày mai, ngày 19 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài 30 ngày. Ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan bị truy tố 3 tội danh. Trong đó, bà này và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống. Ngày 18 tháng 9, luật sư của bà Trương Bị Lan cho biết thân chủ muốn sử dụng tiền và tài sản trị giá hơn 21.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn 1 cùng nhiều khoản tiền khác để khắc phục cho 35.824 trái chủ. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện được loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân. Người đầu tiên là ông Chu Lập Cơ, 68 tuổi, chồng bà Lan người đàn ông này bị xét xử về tội rửa tiền. Người này bị cáo buộc cùng bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do bà Lan phạm tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chồng bà Trương Mỹ Lan đã mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán tại SCB. Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và đi dẫn nước ngoài giai đoạn 2018 đến 2022, bị cáo Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng người thân tiếp theo bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân, cháu bà Lan. Người phụ nữ này bị cáo buộc giúp cô ruột phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Người thân thứ ba giúp sức cho bà Lan bị xét xử trong vụ án này là bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Lan. Người em dâu được bà Lan giao cho làm tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ tịch công ty An Đông bà Nhã bị cáo buộc giúp sức cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu, chấm đoạt gần 25.000 tỷ đồng. Người thân thứ tư của Lan bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát chấm đoạt tiền bị hại là ông Trương Vincent King, 50 tuổi quốc tịch Mỹ. Ông Vincent Kinh bị cáo buộc đã ký hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục, chứng từ khống giúp Trương Mỹ Lan phát hành ba gói trái phiếu của công ty An Đông, công ty Sunny World, chiếm đoạt 26.581 tỷ đồng của 30.744 bị hại. Chiều ngày 17 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức đối thoại với giáo viên, nhân viên trường mầm non Anh Dương, thị trấn Ngại Giao, huyện Châu Đức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Sau những lùng dùng về bữa cơm trưa 30.000 đồng nhưng chỉ có cơm trắng, hai miếng chả lụa và canh rau. Mở đầu buổi đối thoại, ông nguyễn tấn bản cho biết muốn nghe sự thật về những bức xúc của các giáo viên nhân viên từ đó nắm được tâm tư nguyện vọng của người lao động tại đây để các giáo viên thoải mái trao đổi buổi đối thoại này không có sự tham gia của ban giám hiệu trường mầm non anh dương chủ tịch phó chủ tịch công đoàn lãnh đạo ban thanh tra nhân dân các tổ trưởng bộ môn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu đức khẳng định không mời lãnh đạo trường mầm non anh dương là để nghe rõ hơn các phản ánh của giáo viên người lao động khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức hỏi đến các vấn đề mà các giáo viên đang muốn nói đến. Một giáo viên đứng lên chia sẻ về bữa ăn trưa 30.000 đồng, nhưng chỉ có vài món ăn sơ sài khi là trả lụa, lúc là măng kho thịt. Thì các giáo viên còn lại đều rơm rớm nước mắt, thậm chí nhiều cô giáo khóc ngay tại buổi đối thoại. Theo các giáo viên, nhân viên, suốt ăn quá tệ, vụ việc đã kéo dài từ nhiều năm qua. Món ăn ngày càng sơ sài và đỉnh điểm như báo chí thông tin những ngày qua. Các giáo viên cũng có ý kiến về việc tiền lương, tiền tăng thu nhập một số khoản tiền không được công khai ngoài ra các giáo viên nhân viên trường mầm non anh dương phản ánh với chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu đức bị hiệu trưởng bắt quét dọn sân trường có người còn bị bắt làm phụ hồ tuy nhiên vì quá sợ hãi sợ bị trù dập nên người lao động ở đây không bao giờ dám có ý kiến chỉ khi có buổi đối thoại này không có sự có mặt của ban giám hiệu và một số người thì mới dám đứng lên nói các giáo viên mong muốn Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức thanh tra toàn bộ thu chi của trường mầm non Anh Dương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trường, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động, cho học sinh và trả lại môi trường giáo dục trong sáng. Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản gửi lời xin lỗi tới giáo viên, nhân viên của trường mầm non Anh Dương vì bao nhiêu năm đã phải dồn nén những bức xúc. Các giáo viên mong muốn bữa ăn của mình cũng như các cháu được cải thiện, mong muốn minh bạch thu chi đều là những vấn đề chính đáng. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Đức chỉ đạo phòng nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện trường mầm non Anh Dương kể từ thời điểm hiệu trường mới nhận chức trở lại đây. Đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất. Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khai cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Anh Dương chỉ có cơm và hai miếng chả lụa kèm ít nước mắm một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Từ thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp cùng phòng văn hóa thông tin huyện tổ chức xác minh, làm rõ, báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 17 tháng 9. Sáng ngày 18 tháng 9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết nghi phạm trong vụ án mạng ở cửa hàng xe máy trên đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai vào đêm 17 tháng 9 đã bị bắt. Nghi phạm là Phạm Văn Đoàn, sinh năm 1992, quê ở Quế Võ, Bắc Ninh. Kẻ dùng kéo đâm tử vong anh Trần Văn Hát, sinh năm 1985, ở xã Mỹ Tiên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Từ cơ quan công an, Phạm Văn Đoàn khai nhận rằng trong quá trình làm việc, anh ta thường xuyên bị chửi bới, dẫn đến căng thẳng và áp lực. Vì vậy vào ngày 17 tháng 9, khi thức dậy và nhìn thấy anh Hát đang nằm ngủ, Đoàn đã dùng kéo đâm nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Đoàn đã lấy trộm một xe máy mang đi bán. Trước đó ngày 17 tháng 9, cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một cửa hàng sửa xe máy trên đường Trường Định khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 9, người dân bàng hoàng phát hiện một người tử vong ở cửa hàng sửa xe máy trên đường Trường Định. Ngay sau đó, mọi người đã báo cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua công tác tuần tra địa bàn, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, công an quận Hoàng Mai, công an phường Giáp Bát đã bắt được đối tượng Phạm Văn Đoàn khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày 17 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Thạch Nhân, sinh năm 1999, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, tối 30 tháng 12 năm 2023, tổ công tác Công an xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú đã tiếp nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau tại ấp Bến Nố. Tham gia cùng với tổ công tác có anh Thạch Một, công an viên ấp Bến Nố. Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc, riêng Thạch Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 21 giờ cùng ngày, anh một trên đường về nhà thì bị nhân chặn đường, dùng dao đâm gây thương tích rồi bỏ trốn. Anh một được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tích của anh một là 7%. Ngày 20 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhân về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú ra quyết định truy nã đối với nhân. Đến ngày 13 tháng 9, công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ nhân khi đang lẩn trốn ở địa phương hiện bị can thạch nhân đã được bàn giao cho công an huyện trà cú để tiếp tục điều tra xử lý hành vi dùng dao đâm công an viên và trốn lệnh truy nã